Thực ra một món phở mà để nó đạt đến hương vị ngon thì nó cũng tùy thuộc vào người ăn là ai. Và ở đây thì mình chú trọng tới sức khỏe và mình không có dùng cái chất điều vị. Tại vì bản thân của chất điều vị, mình xin nói ý kiến cá nhân của mình, đó là một cái chất hóa chất. Khi mà nó ăn vào, khi mà mình ăn thực phẩm có cái hóa chất điều vị vào thì nó sẽ làm cho cái thần kinh vị giác của mình được điều chỉnh và được điều vị. Cho nên là ai ăn cũng cảm thấy hợp với khẩu vị của mình. Và điều đó thì tốt hay không thì mình không có nói ở đây. Tùy theo khả năng hiểu của mọi người mà nhận định là chất điều vị nó tốt hay không. Còn mình thì muốn hướng dẫn với mọi người nấu ăn thuần chay và thuần tự nhiên, không có dùng hóa chất.